Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mùng 3 tháng 8, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ của 5 dự án để chúng ta nhận được điểm coin. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở dự án Hamster Combat. Các bạn sẽ vào mục thẻ kết hợp hàng ngày. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm thẻ ở trang số 1 này. Ở đây chúng ta sẽ kéo lên và tìm. Đây là chiếc thẻ của ngày hôm nay nhé. Thẻ này mình lên level 17 và tốn 4 triệu xu này. Mình sẽ nhấp mục nhận nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang trang thứ 5. Trang thứ 5 này thì buổi chiều hôm nay nó vừa ra một chiếc thẻ mới này. Các bạn mở chiếc thẻ mới này luôn nhé. Bởi vì thẻ mới thì nó sẽ có thời hạn đếm ngược. Nếu các bạn không mở thì nó sẽ khóa lại. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục thẻ mới đây xem còn thẻ nào không nhé. Ở đây có một chiếc thẻ mới nữa và thẻ này sẽ là thẻ trong ngày hôm nay. Trong bộ combo này. Thẻ này chi phí hết 55.000 xu và lợi nhuận mỗi giờ là 1.800 nhé. Như vậy là chúng ta đã mở được hai thẻ. Bây giờ thì sẽ tìm chiếc thẻ thứ 3. Các bạn sẽ kéo lên để tìm chiếc thẻ thứ 3 nhé. Đây là chiếc thẻ thứ 3 của ngày hôm nay. Thẻ này mình đã lên level 16 và tốn 29,9 gọi là 30 triệu xu này. Nhưng mình vẫn mở nhé. Như vậy là mình đã mở thành công 3 chiếc thẻ trong buổi tối hôm nay để nhận được 5 triệu xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Tomato nhé. Các bạn lưu ý là cái thẻ đầu tiên này sẽ mở trang số 1, còn hai cái thẻ này chúng ta sẽ mở trang số 5. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang dự án Tomato. Chúng ta sẽ vào mục Home này. Ở đây thì mình chưa có nam nên là mình phải có nam để nhận phần thưởng khai thác. Tiếp theo thì bây giờ sẽ đến với cái mật mã của ngày hôm nay. Các bạn sẽ chia ra từng ô, cái con mèo này sẽ là số 1 này. Và cái cây cà chua này số 2, cái đầu cà chua này số 3. Thì mật mã của ngày hôm nay sẽ là 1231 nhé. Chúng ta sẽ gõ 1 ở đây này. Xong là đến số 2 này. Xong đến số 3, xong đến số 1 này. Là đảo hết một vòng là xong nhé. 1231. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào Open này để mở phần thưởng là 2.500 cái đồng coin này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái dự án Spell Wallet nhé. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào chiếc khóa này. Và chúng ta sẽ mở thẻ đầu tiên sẽ là ngôi sao, thẻ thứ hai là mặt trời, thẻ thứ ba là pha lê tím, thẻ thứ tư là mặt trời. Như vậy là mình đã nhận được 1 đồng mana. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái dự án Rocky Rabbit. Chúng ta sẽ vào mục Min ở đây. Và chúng ta sẽ đi tìm chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Đây là chiếc thẻ của ngày hôm nay nhé. Khi các bạn vừa vào cái trang Min này, trang thẻ này, nó ở cái trang đầu tiên này luôn các bạn nhé. Các bạn kéo lên là sẽ thấy nó ở trang đầu tiên này. Rồi tiếp theo thì đây là chiếc thẻ thứ hai nhé. Thẻ này cũng xuất hiện ở ngay đầu tiên ở trên cái trang các bạn vừa mới mở ra là thấy luôn nhé. Chiếc thẻ thứ ba này nó sẽ nằm ở cái trang code này. Các bạn sẽ mở trang code ra và chúng ta sẽ kéo lên. Và đây là chiếc thẻ của ngày hôm nay. Khi mà chúng ta mở đủ 3 chiếc thẻ rồi, sẽ nhấp vào mục check này để kiểm tra xem đúng chưa nhé. Nếu đúng rồi thì chúng ta sẽ nhấp cờ nam để nhận phần thưởng là 2 triệu xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Merge nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái mục nhiệm vụ này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục câu đố trong ngày nhé. Từ khóa của câu đố ngày hôm nay sẽ là KYC. Chúng ta sẽ nhấp vào mục kiểm tra câu trả lời. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với đầu tư vào quỹ 3 nhé. Thẻ đầu tiên sẽ là thẻ trí tuệ nhân tạo. Thẻ hôm nay lợi nhuận cao thế nhỉ, 342 triệu. Khi mà chúng ta lên càng level cao thì cái thưởng nó sẽ càng nhiều. Và thẻ thứ hai. Thẻ thứ hai là rượu đắt đỏ này. Thẻ
thẻ thứ ba sẽ là cái hộp Bitcoin này nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp thêm thì thôi rồi này. Như vậy là mình đã mở thành công 3 chiếc thẻ. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại mục nhiệm vụ. Chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ xem video trên YouTube nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái mục điền mã code. Mã code sẽ là 37814. Rồi chúng ta sẽ nhấp kiểm tra mã. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với câu trả lời hack não này. Chúng ta vào mục nhiệm vụ ở đây. Ở đây sẽ có câu đố hack não trong ngày nhé. Với câu đố này thì các bạn sẽ nhập từ tiếng Anh vào đây. Rồi chúng ta sẽ nhấp kiểm tra câu trả lời. Câu đố này mình nhận được là 110 triệu này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục hàng ngày đây để quay trở lại cái mục nhiệm vụ nhé. Ở đây thì mình còn thiếu là tap tap màn hình là 1 này. Và hoàn thành 10 cuộc đàm phán là 2. Bây giờ thì mình sẽ vào mục hoàn thành 10 cuộc đàm phán nhé. Với cái mục hoàn thành 10 cuộc đàm phán này thì với tài khoản của mình sẽ phải chọn cái mục là kim cương nhé. Bởi vì cái level của mình nó cao nên là phải chọn cái mục đấy. Và mỗi một lần đặt cược thì sẽ hết từ 50 triệu cho đến 100 triệu. Thẻ đầu tiên mình sẽ chọn là con rùa này nhé. Nó như cái kèo này của mình là mình đã thắng này. Và mình nhận được 45 triệu nhé. Mình sẽ đến câu thứ hai. Bây giờ thì mình sẽ ra con hổ nhé. Câu thứ hai mình cũng thắng này. Như vậy là mình đã hoàn thành 10 cuộc đàm phán. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại mục nhiệm vụ này. Và đây thì chúng ta sẽ nhận hết tất cả những cái phần thưởng này nhé. Sáu nhiệm vụ là được hơn 60 triệu này. Cộng với hoàn thành nhiệm vụ tổng ở đây là 566 triệu. Là nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 600 triệu các bạn nhé. Khi chúng ta hoàn thành tất cả các nhiệm vụ ở đây. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn mở thẻ của 5 dự án để chúng ta nhận được điểm coin. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.